chào cả nhà. Hôm nay em Lan sẽ giới thiệu một cái mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre. Và mẫu ngày hôm nay em Lan giới thiệu đến tay quý khách hàng là một cái mẫu được gọi là nắp măng cụt có đế, và em Lan khắc bằng công nghệ khắc laser lên gỗ. Mẫu này là em Lan khắc sẵn là chữ phát tài. Mua một cái mẫu vỏ bình phát tài trưng bày trên bàn trà trong phòng khách sẽ đem lại sự may mắn tài lộc đến cho gia đình của mình, hoặc là đây cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa mình dành tặng cho người lớn tuổi, ông bà cha mẹ, hoặc là mình đi ăn mừng tân gia, mừng khai trương tặng cho bạn bè khách hàng. Thì mẫu phát tài này được xem là một cái mẫu vỏ bình tài lộc hút phong thủy, sẽ đem lại sự may mắn thịnh vượng đến cho người nhận. Thông thường một cái mẫu mà em đang giới thiệu như thế này thì nó có đủ 4 xay cho quý khách hàng lựa chọn. Xay đựng ấm 0.8 lít có giá là 850, xay đựng được cái ấm tích 1 lít có giá là 1 triệu, xay đựng được cái ấm tích 1.5 lít có giá là 1.2 triệu, và xay đựng được cái ấm tích 2.5 lít có giá là 1.5 triệu. Quý khách hàng mua hàng của bên cơ sở em Lan thì cứ an tâm về mẫu mã cũng như là chất lượng. Lúc nào em Lan cũng miễn ship trên toàn quốc và tặng kèm theo một combo quà tặng rất là hấp dẫn. Thứ nhất là tặng kèm theo một cái ấm tích, tùy theo quý khách mua xe lớn hay là xe nhỏ mà em Lan sẽ tặng kèm theo cái ấm tích cho phù hợp. Một cái lon đựng trà cũng bằng gỗ dừa và một hộp kẹo dừa, quý khách được kiểm tra hàng. Đây là vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, rất là tiện lợi, nó sẽ giúp cho cái ấm tích của mình được nóng lâu hơn, thơm hơn, và nó giữ cho nhiệt độ của nước trà của mình ở một cái nhiệt độ khá là lý tưởng, và cái giữ được cái độ nóng là từ 7 đến 8 tiếng. Cho nên quý khách hàng mình không cần phải đi pha trà thường xuyên, bởi vì đã có vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre sẽ giúp cho ấm trà của mình được nóng lâu hơn, thơm hơn. Và đây cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa, mình đi bữa ăn mừng tân gia mà tặng cho bạn bè, khách hàng, đối tác, thì mẫu chữ phát tài này sẽ đem lại sự may mắn tài lộc. Quý khách hàng lưu ý giúp em Lan là một cái mẫu mà em Lan giới thiệu như thế này thì nó sẽ có đầy đủ 4 xay từ nhỏ đến lớn, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình mà mua xe lớn hay là xe nhỏ cho phù hợp. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan, chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre.